ông chủ cũng sắp đặt cũng làm ai rồi, cái thôi quen được đâu chắc chừng nửa năm, không có lộn lộn nửa tháng chứ, nửa tháng chứ không có được nửa năm. Mới có quen có nửa tháng mà người đó hối cưới quá. Mối tình thứ ba thì do bạn bè cũng gài kèo vô. Trời ơi, yêu mà gài kèo nữa được bao lâu? Rồi cái cũng quen chắc cũng được nửa tháng. Em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quỳnh Ninh và em chào anh trai ở bên kia. Chào tất cả các quý vị khán giả có mặt ở dưới. Em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Thị Ái. Năm nay em 29 tuổi, quê em ở Hải Phòng nhưng mà hiện em đang công tác và sinh sống tại Tây Ninh. Em là giáo viên toán cấp 2 ạ. Bây giờ em đang sống ở Tây Ninh hả? Dạ đúng rồi ạ. Giáo viên toán đó bạn ơi. Tên là gì? Dạ em tên là Ái ạ. Ái hả? Dạ. Tên dễ thương quá. Rồi mời bạn trai. Em xin chào anh Quyền Linh, chào em. Chị Hồng Vân và bạn nữ phía bên chào kia, tất cả mọi người ở trong hội trường của hôm nay, ngày hôm nay. Em tên Trịnh Ngọc Điền, 44 tuổi, em ở Tây Ninh. Em làm nghề sửa điện thoại di động. Trời ơi, bạn trai lớn hơn bạn mười mấy tuổi lận đúng không? Dạ được ạ, à, em thích những người lớn tuổi ạ. Đó là gu của em đúng không? Dạ đúng. Trời rồi ạ. Quá mừng, quá mừng. Người lớn tuổi chững chạc em ơi. Em giới thiệu cho bên đó biết cái ưu và khuyết của mình đi. Em thì vui vẻ, hòa đồng với mọi người và thích ca hát. Được rồi, có tính ca hát là vui rồi. Dạ, nhân chương trình đây thì em xin gửi đến chị Hồng Vân, anh Quỳnh Ninh, bạn trai bên kia và cùng mọi người một bài hát được không ạ? À được chứ, em hát đi. Thì em xin hát bài Không Có Tình Yêu ạ. Người yêu hỡi có lúc mình hờn trách nhau khi xa vắng nhau. Người yêu hỡi có lúc trời làm cơn mưa rơi rơi rất lâu. Em giận hờn vu vơ thế thôi, em chỉ mong sao mưa đừng rơi. Vì em biết sẽ chẳng thể nào cách xa anh trong phút giây. Vì em biết nước muôn ngày mình có nhau vẫn luôn đong đầy. Thôi thì mưa rơi rơi cứ rơi, em ngồi đây vẫn mong giấc mơ về anh. Trời ơi, ngoài kia đang mưa mà em vẫn ngồi đây để mà em ôm giấc mơ về anh. Bên kia hát bên đây mặt căng thẳng dễ sợ luôn. Căng hả? Sao vậy? Đó cười tươi thế này đi em trai. Rồi bây giờ em có điểm yếu gì không? Dạ em nói hơi nhiều và đôi lúc là hơi nóng tính. Hơi nóng tính phải không? Rồi bây giờ nè em trai. Dạ. Em có ưu điểm gì? Ưu điểm của em thì cũng hơi nhiều. Hơi nhiều quá hả? Ưu điểm hơi nhiều luôn, ghê thiệt chứ. Ưu điểm gì đâu nói, kể một loạt ngay chơi coi. Ưu điểm đặc biệt là em cái tánh em thì rất là đầm, không có nóng. Ai mà cư xử như thế nào em cũng có thể từ từ mình giải quyết được. Vậy là hợp á, bên kia nóng á, là em đầm được rồi. Rồi khuyết điểm là gì nè? Khuyết điểm của em á, là đôi khi em nói chuyện với bạn bè hơi nhiệt tình chút xíu. Đôi khi là mình có thể nói là cái lời nói mình nó nói trước cái đầu suy nghĩ đi. Nên cũng đôi lúc có thể là dễ làm cho bạn bè không có được vui lắm. Bây giờ bạn gái nói thử cho bạn kia biết cái về vấn cái tình trường của bạn. Có mấy tình yêu rồi? Em thì mới có một mối tình thôi ạ. Cách đây bao lâu? Từ thời em còn sinh viên. Thì sau một thời gian thì anh ấy ra trường và quê cũng ở xa, công tác ở xa. Em thì lại còn đang học. Nên là dần dần cái khoảng cách nó giãn dần ra. Và cuối cùng thì chúng em chia tay. Chia tay có nghĩa là bạn yêu trong bao lâu? Dạ được khoảng 4 tháng ạ. Trời ơi, mối tình dài dễ sợ. 4 tháng thôi, một mối tình duy nhất trong 4 tháng đầu đời thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Bao nhiêu năm độc thân rồi? 9 năm ạ. 9 năm rồi nha bạn. Còn em mấy mối tình nè? Em thì có 3 mối tình. Dữ ha. Mối tình đầu là tình yêu đơn phương. Còn mối tình thứ hai thì do ông chủ cũng sắp đặt, cũng làm ai. Rồi cái thôi quen được đâu chắc chừng nửa năm. Không có lộn lộn nửa tháng chứ. Nửa tháng chứ không có được nửa năm. Trời yêu mà lộn nữa. Yêu nửa tháng. Mới có nửa tháng mà kiểu như mình mới có quen có nửa tháng mà người đó hối cưới quá. Rồi cái mình cũng chưa có, lúc đó chưa có tạo dựng được cái kinh tế vững chắc gì. Trời ơi, quen mới có nửa tháng tức 15 ngày là hối cưới rồi hả? Dạ. Ở đi mối tình thứ ba đi coi sao. Ở bỏ đi. Rồi. Còn mối tình thứ ba thì do bạn bè cũng gài kèo vô. Trời ơi, yêu mà gài kèo nữa. Được bao lâu? Rồi cái cũng quen chắc cũng được nửa tháng. Đâu để tôi qua tôi coi người con trai nửa tháng. Người đàn ông chứ, người đàn ông nửa tháng. Ôi ôi, ngắt ngang bao lâu rồi? Cách này chắc cũng phải trên 6 năm. 6 năm. Như em mong muốn cái mẫu hình bạn gái của em phải như thế nào? Mẫu hình bạn gái của em thì trước tiên là phải con nhà đàng hoàng, lương thiện, nói năng phải nhã nhặn. Rồi da sáng dáng cao,
Nói chung còn nhiều lắm. Nhiều nữa nói thử coi. Em nói thử đi, nói chị thử coi coi là cái xác suất bên nhà gái chị có đáp ứng được không nè. Mình ống chỉ hay là mình dây đó. Dạ đúng rồi, mình dây. Mình dây. Dạ. Rồi sao nữa? Quen bạn gái với em nó hơi khó khăn ở chỗ là tại em lớn tuổi. Và em nhắm toàn mấy người trẻ trẻ không à. Nên tao cũng thích em lắm. Em thích con gái trẻ đúng không? Dạ. 29 tuổi là trẻ chưa đối với em? Dạ, cũng tương đối là trẻ rồi. Trẻ rồi đúng không? Đúng, nói già rồi là mệt lắm. Ông qua ông coi nhà gái tôi có đáp ứng được không? Chàng trai yêu 15 ngày. Khó tính rồi nha. Ừ. Để tôi qua tôi kiếm người yêu cho anh 15 ngày nha. Ừ. Rồi, yêu hai mối tình đúng 15 ngày chứ. Chắc không được rồi anh. Em mập mà. Ủa, mình bên đây dây tôi... đâu. Không, bên đây mình dây là ok rồi. Quá được luôn. Da trắng dáng gì quên rồi. Da trắng dáng cao. Cười xinh, con nhà đàng hoàng, lương thiện. Em gái, em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích đàn ông gia trưởng. Tính cách mà trẻ con là em cũng không ưng. Anh này không có trẻ con đâu. Em có cái hình mẫu lý tưởng nào không? Em thì cũng không yêu cầu quá cao về ngoại hình đâu ạ. Miễn là cao hơn em, chắc khoảng 1m7 lên được. Được, bây giờ mở màn cho anh 15 ngày nha. Chuẩn bị, kéo rào. Anh nhưng ngày hôm nay ngày đầu tiên mình gặp nhau anh cũng xin phép tặng nha. Dạ em cảm ơn anh. Sao nè, da trắng dáng cao nè, mình dây nè, đúng chưa nè? Dạ lần đầu tiên gặp nhau thì em cũng có món quà tặng anh. Bình thường em đọc sách thì cảm thấy tâm hồn nó rất là thanh thản, nên là cũng hy vọng anh có những cái phút giây như vậy ạ. Dạ anh cảm ơn. Cảm thấy em hồi hộp quá. Anh thấy em cũng rất là dễ thương. Dạ em cảm ơn ạ. Cho em hỏi anh là anh nghĩ thế nào mà khi mà ví dụ giả sử như là mình thành đôi, sau này thành vợ chồng chẳng hạn, thì anh nghĩ thế nào về việc mà chia sẻ cái công việc nhà với vợ? Cái vấn đề đó thì anh nghĩ là nam nữ bình đẳng mà. Thì người một việc giúp đỡ nhau để mình phấn đấu để, cho tương lai. Nếu mà mình có điều kiện thì mình mướn thêm người làm để mình khỏi phải làm. Dạ. Rất là thực tế luôn. Giờ hiện giờ là anh ba mẹ anh còn không ạ? Gia đình anh thì giờ chỉ còn anh với mẹ anh thôi. Vậy có nghĩa là phải có cái chuyện làm dâu đúng không? Chắc chắn phải làm dâu rồi. Mà làm dâu nhà anh dễ lắm. Đâu có gì đâu làm đâu. Em thì em cũng không ngại làm dâu, bởi thực ra là em ở trong đấy có một mình thôi. Thế này em cũng rất là muốn có một cái gia đình mà có đầy đủ, như là có mẹ thì càng tốt. Ở đó là cái góc nhà thờ đó. Nếu mà làm dâu nhà anh hơi cực xíu. Cũng mới nói không có làm anh... gì giờ tự nhiên nói cực, cực là cực sao? Ví dụ như một năm ở nhà có chừng 7-8 cái đám dỗ gì đó. Hằng năm 7-8 đám dỗ hả? Dạ. Vợ phải làm phụ đám dỗ hả? Nếu mà vợ chồng thì phải chia sẻ. Có anh chị em là về phụ chứ đâu có phải là mình làm đâu. Nếu kẹt quá mình mướn người ta nấu có gì đâu. Giờ cũng vậy. Giờ nếu mà em đồng ý cho anh bước tới á, thì mình sẽ tạo cái khoảng thời gian để mình tìm hiểu thêm. Dạ, em cũng rồi, muốn đồng ý là ví dụ như là mình có cơ hội với nhau á, thì mình cũng phải tìm hiểu. Qua năm thì mới tiến tới hôn nhân được. Cũng có thể. Cũng có thể. Nói câu gì với em gái cái nắm tay cái cảm giác làm sao? Dạ, đến đây rồi thì mình anh cũng muốn mình tìm hiểu với nhau. Em thấy con người anh như thế nào? Em có thể cho anh cơ hội. Em thấy con người anh thì thật thà, cũng tình cảm. Nắm tay thấy sao Điền? Thấy làm sao? Nói cổ nghe thấy làm sao? Cảm giác làm sao? Cảm giác ấm áp. Ấm áp. Dạ. Em có thích cô gái đối diện không? Dạ thích. Thích hả? Em muốn cô ấy về làm vợ mình không? Dạ cũng muốn. Cũng muốn đúng không? Đấy rất là chân tình. Anh thật sự nói anh rất thích chàng trai này. Rất là thật thà luôn. Có sao nói vậy. Hy vọng rằng hai bạn sẽ dành cơ hội cho nhau. Nào, để tay vào nút bấm đi các bạn. Anh khoái cặp này rồi đó. Nếu 15 ngày cưới anh chị dân xuống đó. Yeah. Con tim mình sao nè, hai đứa luôn nè. Đó. Thấy chưa? Đâu cần tới mình chi. Nào nắm tay nhau đi. Đó. Bây giờ xin phép đàn gái nè, cho hôn nụ hôn đầu tiên đi. Vậy em xin phép và đàn gái cho em hôn bạn nữ cái. Anh muốn hôn em cái. Dạ rồi. Không, nó đơn giản quá. Hửi à, chứ không có chưa có hôn. Hửi không à. Thấy sao? Thế thôn. Thế thôn. Trời ơi, thiệt tình dễ sợ luôn.